cho tất cả các em nha. Hôm nay chị đã sẽ giới thiệu với các em những bộ trang phục dành cho bạn Bobby Sakura mà chị đã thiết kế ở clip trước nha. Và đây, Bobby Sakura rất là đáng yêu với một mái tóc màu nâu cam nha. Và bộ trang phục chị đã mặc sẵn đây, một bộ trang phục màu hồng mà hơi đỏ đỏ, cam đỏ nha. Đây, trang phục màu trắng hồng có caro nha. Nếu mà các bạn nào đã xem phim hoạt hình hoặc là xem truyện tranh chắc là đã rất là quen thuộc với những nhân vật này luôn rồi ha. Và đây, một số bộ trang phục mà chị sẽ giới thiệu trong clip ngày hôm nay nha, vô cùng là dễ thương luôn. Những trang phục chiến đấu. Và đây là thẻ bài Wendy, thẻ bài đầu tiên của cô bạn Sakura của chúng ta thu phục được đó nha. Đây, thẻ bài gió. Và chúng ta sẽ đến phần thiết kế trang phục nha các em. Các em ơi, trong quá trình thiết kế trang phục chúng ta sẽ bàn một chút xíu về những nhân vật của bộ truyện tranh hoạt hình Sakura thuộc lĩnh vực những thẻ bài nha. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay là tên thật là Kinomoto Sakura, là nhân vật chính của bộ truyện rồi, là cô bé 10 tuổi nha, rất là dễ thương với đôi mắt to trong sáng nè, đôi môi được chấm chiếm mái tóc ngắn ôm trọn cái gương mặt bầu bỉnh luôn. Cô bé thích màu hồng nè, yêu hoa anh đào nè, và cũng trùng hợp là cái tên Sakura hay tiếng Nhật nghĩa là hoa anh đào. Sakura đã trở thành thủ lĩnh thẻ bài một cách rất là tình cờ luôn nha, do vô tình giải phóng các thẻ bài Glow khỏi phong ấn mà cô bị Kero là thần thú cai quản các thẻ bài bắt phải đi thu phục chúng trở về. Nếu như không thì cai quản sẽ ập đến. Trong thời gian thu phục các thẻ bài, cô nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người bạn của cô. Sau khi thu phục tất cả các thẻ bài thì cô ấy đã vượt qua được sự phá xét cuối cùng do Yu là người giám hộ những thẻ bài Glow được công nhận là chủ nhân mới của bộ bài Glow đó nha. Còn nhắc về Kero, Kero là linh thú cai quản các thẻ bài Glow theo thuộc tính hỏa và thổ, với biểu tượng của cậu là mặt trời đó. Kero thì được Glow Grid, người tạo ra các thẻ bài Glow, giao nhiệm vụ sẽ đi tìm chủ nhân mới cho các thẻ bài nếu mộng mất á. Thì ngụy trang trong hình dáng là một con thú bông màu vàng với đôi cánh màu trắng, cậu đã giúp đỡ Sakura rất nhiều trong việc thu phục các thẻ bài. Cậu được coi như là người có tâm hồn ăn uống nhất trong phim luôn á. Và chúng ta đã hết rồi phần giới thiệu những nhân vật rất là dễ thương chúng ta là Sakura và Kero trong clip ngày hôm nay nha. Bây giờ sẽ là phần trình diễn trang phục, những bộ trang phục được thiết kế dành riêng cho bạn Bobby Sakura của chúng ta ngày hôm nay nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, Bobby Sakura mà chị đã giới thiệu với các em rồi nha. Đây là mái tóc đặc trưng của cô bé, rất là một mái tóc ngắn rất là dễ thương luôn, một tông màu nâu cam nha, có hai cái chùm tóc nữa rất là dễ thương đó. Khi mà đem mái tóc này vào mới nhìn ra là Bobby Sakura của chúng ta đó nha. Và đây là hai cái gẹo mà chị đã vẽ cho cô bạn Sakura của chúng ta để thay đổi nha. Hai cái gẹo rất là dễ thương luôn, các em sẽ thường thấy trong các bộ truyện tranh và phim hoạt hình nè. Rồi đến với một chiếc đầm đầu tiên, trang phục chiến đấu đầu tiên của bạn Bobby Sakura của chúng ta nha. Một chiếc đầm hồng
ở phía dưới trắng nè, có một môi sao xinh xắn, cái tai thì phồng rất là dễ thương luôn. Và tiếp theo sẽ là một đôi giày ở trên lịch vớ nha, giày ở dưới cũng có môi sao luôn, đôi vớ rất là cầu kỳ, có phần nơ ở đây nữa nè, một đôi vớ lạ lắm, ngắn và dài. Và đây là hai chiếc nơ để chị gắn vào mái tóc của búp bê Sakura của chúng ta nha. Đây, để nói về phần mái tóc của búp bê Sakura, sau này chị sẽ làm một clip giới thiệu về các kiểu tóc chị sẽ thiết kế cho búp bê Sakura nha. Còn ở đây mái tóc này thì chị có, đây, chị có trừ một cái phần cả. Khi mà chị dán thì chị sẽ không dán hết, mà chị dán ở phía chính giữa mái tóc thôi. Sau đó sẽ còn một cái phần rìa như thế này. Chị có thể gắn những cái nơ như thế này, hoặc là những cái nón nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Hai cái nơ ở chỗ hai chùm tóc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ rỡ keo chiếc đầm này ra, mở chiếc đầm này vào cho búp bê của chúng ta. Và Sakura mà chiến đấu thì thường sẽ được một cô bạn thân thiết kế rất là nhiều những trang phục khác nhau luôn đó, chứ không phải chỉ một hai trang phục đâu. Rồi, ở phần này chị sẽ đưa cái tay ra như thế này. Đây, một chiếc đầm rất là dễ thương luôn. Chiếc đầm này theo chị thấy là có lẽ là đã đơn giản nhất trong những cái bộ trang phục chiến đấu của Sakura rồi đó, nhưng không kém phần nữ tính đúng không? Mang cái đôi giày vào rất là dễ thương luôn. Rồi ở đây phần tay, các em để ý nha, chị có cắt những cái đường này để đưa cái ngón tay trái ra như thế này nha, để chúng ta có thể cầm được cái cây như thế này. Đó, các em thấy rõ chưa? Đó, chị sẽ dễ lấy dây bọc giấy á, cắt một cái đường nhỏ để chừa cái ngón tay ra như thế này, chúng ta có thể cầm được cái gậy gà đó. Búp bê Sakura rất là dễ thương luôn. Các em đợi một chút xíu nữa để chị chạy đi lấy một miếng giấy để lên cho các em nhìn cho rõ nha. Các em đợi chị chút xíu nha. Đây, một tờ giấy. Đó, khi mà để lên như thế này thì nhìn nó sẽ rất là nổi bật đúng không? Và đây, các bạn ơi, đây là trang phục đầu tiên của mình đó. Các bạn thấy có dễ thương không nha? Các bạn cũng đừng quên bình luận ha, trong những bộ trang phục này các bạn thích nhất bộ trang phục nào nha. Và các bạn nếu có yêu cầu thiết kế những cái bộ trang phục khác hoặc là những bạn búp bê khác thì các bạn hãy bình luận phía dưới nha. Rồi, đây là trang phục tiếp theo, một chiếc đầm ngắn nhưng mà có cái phần áo tròn nè, như chánh én gì đó, rất là đẹp luôn, rất là chỉnh chu, có cái ngôi sao màu hồng. Đây là chiếc nón cũng có ngôi sao màu hồng, ở đây là tông màu xanh và màu hồng, rất là nổi bật với nhau. Đây, một chiếc ủng dài cao lên tới gối luôn, cũng màu xanh luôn. Cái phần tóc ở đây rồi cho nên chị cũng sẽ nhét vào như thế này để đeo cái nón này cho bạn búp bê Sakura của chúng ta nha. Các em quan sát nha. Đó, chị sẽ gắn chiếc nón vào như thế này. Rất là đơn giản đúng không các em? Đó. Rồi. Dạ, đây là bộ trang phục nhìn nó rất là, cái này như thế nào, rất là bí ẩn, đúng rồi. Bộ trang phục lúc nãy thì nhìn rất là nữ tính, còn bộ này thì nhìn rất là bí ẩn luôn. Ở đây chỉ có, cũng có kẻ một cái đường ngay phần này nha, giống như cái phần tay lúc nãy thôi, nhưng mà này là tay bên trái, hồi nãy là tay bên phải. Rồi, chúng ta sẽ mặc vào cho búp bê của chúng ta. Rất là dễ thương luôn. Rồi, mang đôi ủng này vào nha. Rồi, dán vào như thế này, dán chặt vào kiểu rớt ra. Rồi, rất là dễ thương vừa vặn luôn. Trang phục thiết kế riêng cho bạn, cho nên hèn chi mà lúc nào cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Và đây là một cái gậy hình mây sao nha, gắn vào cái tay như thế này nè. Đây. Rồi, các em đã tưởng tượng ra được rồi ha. Đây là cách mà chị thiết kế để cho trang phục của bạn ấy có thể cầm được những cái gậy như thế này. Rồi. Các bạn ơi, các bạn có thích bộ trang phục này không nha? Mình cũng rất là thích bộ trang phục này luôn. Hai phong cách rất là đối lập luôn, một phong cách nữ tính và phong cách rất là bí ẩn luôn.
giờ chúng ta sẽ đến với bộ trang phục cuối cùng nha. Bộ trang phục cuối cùng thì rất là được trở luôn. Và đây là cậu bạn Crow dưới hình dạng một con thú và bông. Đây một chiếc nón có cái tông màu hồng cam nha, cái nón giống như là có hai cái nơ đây nè, nón như là nón mũ nồi vậy đó. Rồi và đây là chiếc đầm có một đôi cánh trắng phía sau, rất là đẹp, rất là dễ thương luôn, bao tay màu trắng nha, nơ màu đỏ. Rồi phần ren thì cũng màu trắng nha, đôi vớ màu trắng và đôi giày màu đỏ rất là nổi bật với nhau luôn, được thiết kế cho cùng một bộ trang phục nên lúc nào cũng rất là hợp nhau. Chị sẽ gỡ băng keo trong nhỏ, chị dán ở phía sau. Rồi sau đó sẽ mặc vào cho nàng búp bê của chúng ta. Chị rất là thích những cái khoảnh khắc mà các bạn búp bê của chúng ta thay đổi trang phục, với các em nhìn cách thay đổi nó nó là trước sau rất là khác biệt luôn á. Trước thì rất là giản dị, tại vì trước làm cũng làm một trang phục đơn giản giống như là dạng áo tắm mà, nhưng mà sau đó thì là biến quá vô cùng là rực rỡ luôn. Chị rất thích những lúc như thế này. Đây một cái nón rất là xinh phải không các em? Rồi và đi kèm đó không thể quên được, đây là một đôi giày có một chiếc vớ rất là cao qua rối luôn. Đây chị cũng có cắt một đường ở đây nha các em, chỗ phần tay để mà mang cái cây gậy này vào nha, rất là dễ thương luôn. Đây có thể coi là bộ trang phục mà màu sắc rực rỡ nhất trong những bộ trang phục hồi nãy chúng ta đã thiết kế đó các em. Bộ trang phục đầu tiên thì nhẹ nhàng nữ tính, bộ trang phục thứ hai thì hơi màu sắc một tí xíu, nhưng mà bộ trang phục này thì thấy rất là rực rỡ luôn đúng không các em? Các em thích bộ trang phục nào nhất nha, hãy bình luận phía dưới nha. Và nếu các em yêu thích những nhân vật nào mới mà các em muốn chị thiết kế thì các em cũng hãy bình luận phía bên dưới nha. Chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em ở những clip sau của chị Alex nha. Bye bye.